1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yeah, okay. Theo nhận định của con thì là nó là một cái động tác về chân là chính. Tay của mình có thể là mình để nguyên ở đây. Mình đừng có đung đưa hay như thế nào. Thì khi mà lên một bài biểu diễn nó sẽ đồng bộ hơn, nó đẹp hơn. Hạn chế cái việc là mình đi okay. Mình đánh tay quá nhiều. Tập trung vào phần chân thôi. Lần nữa nha. 5, 6, 7 đây. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 bước. 1, 2, 3, ngang. 5, 6 bước dậm chân. Các con làm tốt quá. Dạ. Rồi. Cái động tác khó nhất mà mình hay đi bị quên nhiều nhất là động tác 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chỉnh lại một xíu có thể là 1, 2, 3 và 4. Đúng ra là động tác này sẽ chuyển hướng đi là 3 mặt. Bốn mặt. Cho nên cái động tác này sẽ là động tác đổi. Cái động tác này đối với các cô nó bị khó là chỗ là cái trọng tâm của mình nó bị thay đổi đột ngột quá. Mình đang trọng tâm ở chân trái đúng không? 1, 2. Mình đổi trọng tâm ra sau liền. 3, 4. Thấy chưa, cái người mình bây giờ ra sau nó đang bất ngờ so với các cô. 2 đi. Phía trước, phía sau. Giờ giảm thêm cái. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Thì bây giờ thấy cái này nè. 5, 6 bước 7, 8. Mình chuyển cái trọng tâm á, nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị bất ngờ á. Được, con lướt qua đây nhẹ xíu nha. Ok. 5, 6, 7 đi. Trước, sau, dặm bước, bước. Trước, sau, bước lên luôn. Pam pam pam. Đó, mình chỉ bước thôi. Lần nữa nha. 5, 6, 7 đi. Bước, sau, dặm và trước. Bước, sau, bước tới luôn. Các cô thì thích có những cái bài cái bằng nhộn nhịp mà nó vui. Cái bài rồi tới luôn. Ở trong đó có một cái bước này nè mà các cô tập là nhiều khi chưa được. Mong rằng con sẽ hướng dẫn để đi được đẹp hơn. Dạ vâng. Cái động tác thứ mấy nè là 1, 2, 3 và 4. Đánh hồng. Dạ rồi. Walk, da. Thì cái đây là kỹ thuật đúng cái bên khiêu vũ nha. Nhưng mà cái động tác của cô thì có thể là đẩy đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu mà biến tấu thì biến tấu luôn. Rồi bây giờ cô muốn biến tấu luôn. Cái hông phía sau thì cái người mình nó dài được. Đúng không? Còn nếu mà cô đi cái này thì nó lại bị ngược. Tất cả mọi người làm thử nè. Mình đưa tay đây. Rồi bây giờ mình đẩy cái hông tới nè. Bị cứng không? Cứng đúng không? Là tại vì nó đang không thuận một cái hoạt động tự nhiên của cơ thể mình. Được chưa? Bây giờ nếu mà thuận nha. Thuận thì cái hông phía sau nha. 2, 3, 1 nè, cái hông ở phía sau nè. Xong mình chậm chân vô. 2 nè, xong bước chân tới nè. 3, 4. Đó. Đúng không? Nó sẽ dễ chịu hơn, ok. Các cô khi mà đi động tác á, con để ý nha. Để nguyên cái bàn chân con đúng không? Đây bàn chân. Nếu mà con đi là 1, 2, 3 là con đi hẳn lên cái bàn chân con thì rõ ràng nó sẽ bị nặng hơn. Các cô đi chung con nhé. Bên phải, bên trái, bên phải, bên trái. Được chưa? Đây là một cách di chuyển bình thường của cô hay sử dụng đúng không? Thì với con sẽ đi bằng nửa bàn chân. Phần trọng tâm sẽ rơi vào mũi nhiều hơn. Thí dụ là 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mình sẽ có một sự nhẹ nhàng hơn. 1, chân ra sau. 2, bước, 3, bước, 4, đi. 5, đi, 6, đi, 7, đi, 8. Nghĩa là khi mình đi, mình không để cho cái trọng tâm mình bị rớt xuống. Lần nữa nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh hơn. 5, 6, 7, nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, cảm giác của mình bay bay á. Thì mình sẽ đi nhanh hơn. Ok. Rất là cảm ơn con đã cho những cái bí quyết đó. Và hy vọng rằng sau này nhờ những bí quyết đó, đội của cô sẽ đi đẹp hơn và nhẹ nhàng hơn và bay bổng hơn và tất nhiên là đạt được giải nhiều hơn. Dạ.